Đây về đây. Đấy. Tuyệt vời nhỉ. Quả mận này phải để nguyên phấn ăn nó mới ngon. Cháo đây, cháo cháo đây. Cháo mận chua đây. Cháo rất ngon. Còn này thối. Ừ, thối đâu. Còn ở đây. Ôi trời. Cái đây thì có ai ăn ớt không? No. Sao lại ngâu? Ăn cái mâm nó nguội. Ăn ớt. Không chè ớt bà mình ăn. Ăn ớt phải ăn ớt từa đậm đà. Cái nọ ăn ớt có phải từa. Tấm mà ăn ớt không? Không. Con này chín ra rồi mày khỏe. Mày chín lại bằng cứu. Chà cần bằng gặp lọ với nổi cho nó. Đạp. Con này mày khoai. Cháu cháu mình nè. Nhầm. Chua nè. Rút cái em. Này. Nhìn bà chú bực. Tôm ăn với hạt ra. Chua lắm à? Má mồm chấm má lại. Ngon nha. Ngon. Đông nhau ăn rất là ngon. Chua. Chua chua con nào phải chỉ. Thế ạ. Chín nè. Ngủ đi. Ngủ chơi đi. Ăn đi 3 cân hả? 6 cân à. Con đỏ bạc lên nè. Chứ đỏ. Thỏ còn mơn giống chắc lên luôn cho quần. Hôm nay ăn nha. Tôi ăn nè. Nói là thịt cho con mai nè. Ăn như vậy. Bớt là nó tá rồi. Đi lại đoan nữa.